Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy cùng với bạn Hải Anh sẽ ôn tập với chúng ta về công thức tính diện tích của một số hình học thường gặp trong chương trình lớp 4 và lớp 5. Bây giờ đang ở cuối lớp 5 rồi, kỳ 2 của lớp 5 rồi. Thế thì từ hồi lớp 4 ấy là con đã được học những cái hình gì nào? Con nói cho bố nghe nào. Con được học hình thoi này. Hình thoi. Được rồi, con nhớ hình thoi thì mình nói hình thoi luôn. Ý thứ nhất là diện tích hình thoi. Thì bây giờ ghi là S hình thoi nhá, cho nó nhanh. Thì bằng cái gì nào? S là ký hiệu, S gì là ký hiệu diện tích? Lấy hai đường chéo nhân với nhau chia hai. À, 1 phần 2 tích hai đường chéo. Đây là công thức viết bằng chữ. Đây là kênh tự học nên chúng ta sẽ học như thế này cho nó dễ nhớ, không có vấn đề gì cả. Còn nếu về mặt toán học thì sao? Chúng ta phải vẽ một hình thoi ra. Đâu nó thoi thoi một tí nha. Hình thoi là như thế nào con? Là hình có bốn cạnh bằng nhau. Đúng rồi, hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau. Thầy đã vẽ bốn cạnh này bằng nhau đấy. Sau đó vẽ hai đường chéo A, B, C, D. Con có biết hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì không? À, hình thoi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. Thì ở đây diện tích của ABCD sẽ được tính là 1 phần 2 của tích hai đường chéo là AC nhân với BD. Dấu nhân. Dấu nhân biết dấu chấm mà con đã hiểu chưa? Dấu nhân biết chấm không? À, chưa học đúng không? Rồi vậy sẽ biết là nhân nhá. 1 phần 2 nhân với tích của hai đường chéo. Rồi, thế hình thứ hai mà bọn con học là hình gì? Hình mà giống giống hình thoi ấy, nhưng mà nó dài hơn một tí đấy. Hình bình hành. Đúng rồi, nó dài ra một tí. Cái cạnh này có thể nó ngắn thôi. Đấy. Cái này thôi. Cái này thôi. Thì gọi là hình gì? Là hình bình hành. Đúng rồi. Diện tích của hình bình hành viết tắt thì sẽ bằng cái gì nào? Diện tích của hình bình hành bằng đường cao nhân đáy. Có chữ hai. Đường cao đâu? Cái đường cao đâu? Con chỉ cho bố đường cao, con chỉ đi. Là từ trên góc này đi thẳng xuống. À, đường cao là tính từ một điểm nào đó ở trên cái cạnh trên kéo thẳng vuông góc xuống cái cạnh song song phía dưới. Thì ví dụ đây là A, đây là H, thì đây chính là đường cao. Thế thì đáy đâu? Đáy, đây là BC. Đáy là BC, đây là D. Được chưa? Vậy thì ghi vào đây, diện tích hình bình hành chính là đường cao nhân cái đáy, hay là chiều cao nhé, cho nó chính xác. Đường cao nó lại thành là về nói về danh từ rồi. Chiều cao nhân với đáy, viết tắt như vậy. Còn triển khai sang đây công thức thì diện tích của hình bình hành ABCD sẽ bằng chiều cao AH nhân với đáy BC. AH là chiều cao, còn BC là đáy. Rồi, thế bây giờ lại trở lại cái hình thoi. Thì con có thấy là hình thoi thực ra nó cũng là hình gì? Đúng rồi, hình thoi cũng là hình bình hành. Ghi vào đây. Sao lại phải chia hai cái hình chéo này nó dài hơn như hai cái cạnh đấy đấy con. Ủa, thế sao không lấy được tính thẳng như thế này? Thì đây là cạnh đang muốn định nói cạnh hai đây. À. Cái đoạn tại sao chia hai này thực ra thì đây có một cái vít. Hoặc là bố sẽ giải thích riêng cho con với các bạn từng vấn đề một là tại sao cái hình này lại tính như thế này. Còn ở đây là mình đang nói về công thức tính thôi, mình không giải thích là tại sao. Chứ cái gì mình cũng giải thích tại sao vào cái vít này thì nó dài quá. Không ai học cả. Hình thoi thì cũng là hình bình hành, đúng không? Thế thì cái hình thoi này nó sẽ có một cái cách tính tiếp theo vào đây. Công thức tiếp theo vào đây là S của hình thoi còn bằng AH nhân với DC. Đây thì sẽ đánh dấu chiều cao, đây là AH thì sẽ là AH nhân với DC. Lúc này DC được coi là đáy của hình thoi. Được chưa?
Rồi, diện tích tiếp theo của hình mà con học được là hình gì? Tiếp theo là hình... Con vừa học đấy. Ở lớp 5 đi. Tròn. Hình tròn, ờ. À không, hình tam giác chứ. Ừ, thì tam giác vậy nhá. Cái diện tích tam giác A, B, C thì bằng? Diện tích tam giác A, B, C bằng chiều cao nhân đáy chia 2. À, 1 phần 2 nhân chiều cao nhân về đáy. Đúng chưa? Bây giờ mình vẽ hình ra đây nhá, tam giác vẽ ra đây. Rồi. Đâu chiều cao đâu? Đáy đâu? Chiều cao từ trên này trở xuống. À, chiều cao từ đây trở xuống. Úi giời, vẽ hơi này. Rồi, chiều cao AH. Như vậy F A, B, C sẽ được tính là 1 phần 2 nhân với chiều cao AH và nhân với đáy BC. Đúng chưa? Nhân với đáy BC. Thế nếu mà bố không thích chiều cao từ AH thì sao? Bố muốn kẻ chiều cao từ C thì nó như thế nào? Thì sẽ từ đây đến đây. À, rồi. Nếu bọn con dùng chiều cao CK vuông góc là CK thì diện tích tam giác ABC được tính theo cách là 1 phần 2 nhân chiều cao CK và nhân với đáy gì? Con nói đi, đáy gì? Đáy AB. Đúng rồi, chiều cao CK thì nó vuông góc bằng AB thì ta phải lấy đáy là A, AB. Được chưa? Rồi, thế bây giờ còn diện tích của hình gì mà con học nữa không? Kể ra đây để bố viết tiếp vào đây nào, đứng vào đây nào. Cái hình tròn. Rồi. Dấu chấm tiếp theo. Ừ đúng rồi, cái này học trước rồi, nhưng đây mình đang ôn tập mà. Ủa thế hình chữ nhật hình vuông đấy à? À, hình chữ nhật hình vuông á. Tí nữa mình kể hết ở đây. Hôm nay là mình học công thức diện tích các hình mà. Mình nhớ cái gì mình kể hết ở đây. Thế thì hình tròn thì sao nào? Hình tròn là vẽ hình ở đây xem được không nào? Sao vẽ được? Vẽ được chứ. Được chưa? Tròn chưa? Nào, bắt đầu. Thế thì hình tròn sao? Tâm hồ bán kính R. Hôm nay mình học diện tích thôi. Ừ. Lấy bán kính nhân bán kính nhân 3/4. À, ở lớp 5 thì bọn con được học là bán kính nhân với bán kính nhân với 3/14. Rồi. Rồi, ok, lớp 5 chúng ta chỉ nói thế này thôi. Nhá, bán kính nhân bán kính nhân 3/14. Rồi. Thế còn diện tích hình gì nữa? Còn diện tích hình vuông. À rồi, mình nhớ ra đây thì ghi vào đây. Diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông thì bằng gì? Diện tích hình vuông bằng cạnh nhân cạnh. À, cạnh nhân với cạnh. Tức là nếu chúng ta có một cái hình vuông. Hình vuông bây giờ viết vào đâu ta? Không, bây giờ cạnh đề gì nhá. Nếu mà chúng ta có một cái hình vuông như thế này, đặt tên là A, B, C, D và cạnh ký hiệu độ dài là A, thì cạnh này nó cũng là A. Tại vì hình vuông là bốn cạnh bằng nhau, mà nó còn có bốn góc vuông ở đây nữa mà. Đúng chưa? Thế thì S của A, B, C, D sẽ bằng A nhân với A. Rồi, thế con còn học được hình gì nữa để con xóa bảng bố viết rồi. Chứ nhỉ. Đấy, ở đâu cho nó đẹp bây giờ nhỉ. Để cố viết ở cuối này nhá. Cố viết ở cuối đi. Đấy, mình đi đâu không? Không, bên này, tí còn một hình nữa mà con quên đấy. Bố nhớ ra rồi. Nào. Diện tích hình chữ nhật thì bằng gì nào? Cho nó gọn một cái bảng mình nữa để xóa. Diện tích hình chữ nhật bằng... Ừ. À, dài nhân rộng. Ừ. Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng. Hình chữ nhật thì mình vẽ nó hơi đặc biệt một chút đi. À quên, vẽ nó khác hình vuông đi, nó phải dài dài cái kẽ ra một tí. Rồi đứng cho các bạn nhìn nè. Đứng nghe cho các bạn nhìn nè. Đấy. Hình chữ nhật A, B, C, D có chiều dài là A, chiều rộng là B, thì diện tích của hình chữ nhật sẽ được tính bằng A nhân với B. Đúng chưa? Rồi.
Còn một cái hình nữa mà con học rồi nhưng con chưa nhớ. Vì vẫn còn nên con có nhớ đâu. Hình gì mà nó có cái trên cái dưới giống giống cái hình này nhưng mà hai cái trên dưới nó không bằng nhau ấy. Anh tứ giác à? Nhưng mà Anh thăng. rồi, diện tích hình thang. Cái hình thang thì tính như thế nào nào? Hai đáy cộng với nhau Ừ. nhân chiều cao Ờ. chia hai. À, muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn, đáy nhỏ ta đem cộng vào nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa, Thế thế là nào cũng cũng ra ra cái nhá. Đúng rồi, tức là tổng hai đáy nhân chiều cao rồi chia hai, thì ghi như vậy nhá. Tổng hai đáy nhân chiều cao rồi tất cả, ôi ôi viết méo thế, tất cả chia cho hai. Thế cái hình thang cố vẽ vào đây nhá, bọn con có nhìn được không? Hình thang thì nó phải có một cái đáy ở dưới, có cái đáy nhỏ ở trên chẳng hạn thế. nhỏ quá nữa. Chứ bây giờ vẽ không vậy thôi chứ hình bố hết bảng rồi làm sao vẽ được to. ABCD trên này AB là cái đáy ngắn thì gọi là đáy nhỏ, còn đáy bé. Còn CD ở dưới này là nó dài hơn thì gọi là đáy lớn. Thì lấy Đây. trên cộng dưới là tổng hai đáy. Cái chiều cao đâu? Chiều cao cũng từ đây trở xuống. À, chiều cao là từ trên này hạ vuông góc xuống. Đặt là chiều cao BH. Thì bây giờ diện tích ở đây sẽ được tính bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ cộng đáy lớn là AB AB cộng BC cộng CD, đóng ngoặc, nhân với chiều cao nhân với BH nhân với BH, tất cả chia hai. chia cho hai, đúng chưa? Ui, Rồi. muốn viết thêm một bản. Tại chỗ này muốn viết Ờ, rộng lúc quá. đầu bố nghĩ là ít công thức thì bố lại viết cái đoạn đầu hơi to. Về sau mình mới phát hiện ra là mình có mấy công thức tất cả Tôi chưa biết nhỉ? dưới gì Một, cả. hai, Ba, ba, bốn, bốn, năm, sáu, bảy. năm, sáu, bảy. Cái công thức diện tích Cô đã được còn học. hình nào không? Hình học phẳng. À, hình á, thì Thì hết rồi hình đấy. học phẳng á, Thì còn hình tứ giác. hình tứ giác nhưng mà nó không có công thức được, bởi vì tứ giác thì nó Hình ngũ méo mó. giác. Ngũ giác thì nó vẹo vọ thì làm sao mà tính được. Hình bát giác. Ba giác thì nó phải đều thì mới tính Lục được. Lục giác thì phải đều mới tính được. Không đều nó không tính được đâu, nó méo mó vẹo vọ làm sao mà tính được. Ờ, thì bây giờ con cứ đếm xem số cạnh của nó. Đầu tiên là ít cạnh nhất là ba cạnh là tam giác. Còn đến tứ giác thì trong cái tứ giác nó có đặc biệt là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi. Xong đến ngũ giác. Và đây hình thang nữa này. Đúng không? Nhưng mà ngũ giác thì là năm cạnh thì bây giờ nó méo mó thì làm sao mà tính được. Được chứ, Xong cái thế hình mà không giác thì nó tròn. Tròn thì có mỗi hình tròn thôi. Rồi được chưa? rồi ạ. Rồi hy vọng là bọn con hiểu và nhớ được các công thức này mà còn dùng để làm bài tập nha.